tìm được châu Phi và chốt vô địch cho Hàn Quốc là Esports. Tại vì có Aurora để cung cấp sát thương phép rồi, nên là Wukong với cả Yone hoàn toàn có thể đi được với nhau. Và ngày hôm qua chúng ta đã nhìn thấy là Junjia cũng đã có một màn trình diễn hết sức ấn tượng với Wukong. Thì ai cũng biết là Levi với cả Junjia thì cùng chung gọi là tướng tủ là Wukong cả. Cứ mỗi khi khó khăn là lại xách con này ra. Thì thôi, lần này mình cũng vậy thôi, dứt điểm 2-0 nhẹ nhàng. Một cái đội hình chấm chọi trong cái đấu thứ hai có vẻ như là Gam họ cũng là không có sự thay đổi quá nhiều, tại vì họ vẫn đang giữ được cái form khá là tốt, vẫn là rừng farm top tự chơi. Có lần này đó chính là một cái sự thay đổi lớn nhất, đó chính là mid này là mid BK. Cái việc tái độc ở khu vực giữa sẽ rất quan trọng ở trong cái đấu thứ hai. Nhưng mà sẽ có những cái tình huống tôi nghĩ là lần này di chuyển sẽ mang được cái độ hiệu quả cao hơn ở Teleo với cùng Leona. Bạn sẽ mang thiên hướng hỗ trợ tấn công nó nhiều hơn so với lục quá nước Bobby. Thì tình huống như thế này thì để cho xem cách di chuyển với Leona và thêm cả là Wukong sẽ là như thế nào bên phía bên kia là Bobby và Lee Sin. Thì chúng ta hãy cùng đến ván 2, tỷ số hiện tại là 1-0 cho Gam Esports rồi với hai đội của chúng ta. Trong ngày mở màn của mình thì Gam Esports và Levi đã có rất nhiều những cái lựa chọn quen thuộc cho đội trưởng của mình. Và đó là một trong những nguyên nhân khiến cho tôi cảm thấy rằng Levi đang có phong độ rất tốt. Giờ đây chúng ta hãy đến với ván thi đấu thứ hai khi mà đại diện của VCS hạt giống số 1 Gam Esports đã qua bên phía đội 2. Còn đối thủ của họ LG bên phía đội 1. Phải di chuyển đầu tiên của Elio đã nhìn thấy V-Star. Và cấp độ 1 thì đội hình của Gam không mạnh, tôi nghĩ chủ yếu là phòng ngự là tốt nhất. Nhưng Elio cũng cần phải cẩn thận với những tiếng di chuyển mình. Chỉ cần một bước anh ta tiến quá là sát vào vị trí của V-Star thôi thì rất khả năng anh ta sẽ bị ùi vai vào tường đây. Rất may là không làm choáng, cho nên sẽ không có một cái sợi xích nào Dasher cả. Đơn giản là lùi về mà thôi, Elio mất chút xíu máu. Rõ ràng là không có thông tin về vị trí đứng của Leona, cho nên là bên phía của EV cũng đơn giản anh ta chơi an toàn mà thôi. Không việc gì phải đứng lên cao để có thể tìm kiếm điểm solo kill vào Kiyaya cả. Nhưng bây giờ thì Elio đã lộ rồi và Izep cũng đã biến về. Để xem Gam sẽ triển khai tuyến tấn công như thế nào đây. Đánh được hả? Tôi thấy hơi khó không? Elio đã làm choáng đối phương, Kiyaya mở dài thế giới mưa tên lửa cản đường của Gam. Levi tiếp cận như đây là con Wukong cấp 5 và Imo thì không có tốc biến. Câu giờ thôi, câu giờ. Nhưng mà nó cũng sẽ khiến cho chúng ta bị mất tương đối nhiều tài nguyên. Và đối phương thì mất thời gian thì để xem Levi có xuống kịp con rồng đầu tiên của ván đấu này không đây. Anh ta sẽ có được con cua để bù lại một chút xíu về lượng chỉ số quái vật rừng bị thua thiệt so với Forest ở trong đoạn đầu tiên. Còn ở khu đứng dưới thì Azilop đang tự sinh tự diệt tương đối là tốt. Helio gặp Vista bị làm choáng không? Không bị làm choáng. Không bị làm choáng, nhưng mà LG có nhiều người hơn. Imo vẫn chưa di chuyển khỏi khu vực đường giữa. Dasher là người đang tiến vào trước. Levi bị đốt, anh ta phân hình ra. Helio là người thấp máu nhất và chiến công đầu cho Dasher. Sau đó thì Gam đang phải rút lui. Họ đang chạy nhưng mà Levi sẽ là nạn nhân tiếp theo. Và này khó rồi. Evi vẫn đang lui ra được. Và Imo sắp phải giật hồn về rồi. Anh ta đã có được mạng hạ gục hai mạng cho nó kia ra. Nhưng sau đó thì Imo cũng phải nằm xuống. Pha trao đổi cũng chưa phải là quá tệ cho Gam. Vấn đề là kia ra có thể cân hai hay không. Anh ta đang tấn công vào Vista. Cố gắng dứt điểm cho Vista và triple kill cho nó kia ra. Sau đó giao tranh với lại Dasher. Đường trên của Gam làm được gì hay không để anh ta không làm được và đã bị tắt điện. Easy Love kiểm soát khu vực sông trên và hướng tới là ba sâu không dành cho Levi ở lượt hai này. Chúng ta sẽ có được cân bằng so với đối phương về lợi thế sâu và không để cho đối phương có thể tách cánh. Ui, Elio còn tốc biến, anh ta tốc biến làm choáng đối phương luôn. Gam đang di chuyển tới, họ đã buông sâu nhưng Elio đã nằm xuống. Mưa tên lửa rải khá đẹp. Levi sử dụng lúc xảy đang chạy nhưng mà Dasher gây cực kỳ nhiều sát thương và ta có màn hạ gục thứ ba. Islam tốc biến bỏ chạy, Gam không có được quá nhiều sâu và họ mất khá nhiều mạng. Đó là một tình huống đánh ngược ra hơi cố đến từ bên phía của Gam Esports. Khi mà rõ ràng là Leona về cái khả năng gọi là bị counter của con bài Poppy này thì là rất khó chịu rồi, chắc chắn rồi. Tức là Elio sẽ không thể dãy dụa được trong nhịp vừa rồi. Và thay vì là cố gắng để thể ăn đất những con sâu không thì bên phía Gam Esports lại cố gắng đánh ngược trở ra để có thể cứu người chơi hỗ trợ của mình. Và đó là một quyết định không thành công và nó khiến cho SG có 5 sâu không. Và họ sẽ có lợi thế trong những tuần tách cánh đến từ con bài Leblanc đang rất xanh của Dasher. Có máu đến từ con Wukong nhưng chỉ cần hai lần biến hành thôi, máu Levi tụt không phanh rồi. Tôi sẽ rất là muốn Dasher lên luôn cái sách chiêu hồn. Tại vì một là chúng ta có cơ hội lật kèo khi mà shutdown được anh ta. Hai là đánh game 3 sớm. Thua nhanh tính toán game 3. Thì để coi là Dasher chọn như thế nào. Đã băng tiện tầm xa không trúng. Nhưng mà Imo thấp máu quá rồi. Khá nhiều người của LG đang ở khu vực cánh dưới để chuẩn bị cho việc kiểm soát tầm nhìn ở hang rồng. Cho nên Gam cần phải một là đưa người tới để cố gắng tranh cướp tầm nhìn. Đây, họ đang muốn cạnh tranh luôn nè. Imo từ nhà ra, anh ta có thêm một chút xíu trang bị nhưng chưa có trang bị lớn đầu tiên nha. Và rồng thì cũng sẽ còn là gần 2 phút nữa cơ, làm choáng thành công được vị trí của Forest. Levi lao vào, nét vẽ, sân khấu được mở, sát thương của Gam đang hơi ít một chút xíu. Imo đang tới, anh ta bắt đầu lao vào chặt chém, nhưng Elio là người nằm xuống đầu tiên. Kia cũng có mạng hạ gục, double kill kia ra, Mabo nằm luôn.
1, 2, 3 điểm hạ gục cho đại diện VCS. Chưa dừng lại ở đó, họ phát hiện rằng Dasher đang chạy về phía căn cứ của mình. Đang có người truy đuổi, Kia sẽ dùng bên kia bức màn để có thể truy đuổi. Dasher lao đầu vào trụ, trụ sẽ bắn anh ta gục. Và sẽ không có điểm shutdown dành cho Gai Suất, nhưng anh ta sẽ mất phần phát ám. Vì đam của Aura là theo phần trăm máu, và đối phương cũng là những vị tướng có tương đối nhiều máu với Lee Sin, với con bài Poppy nữa, cho nên sát thương của Kia có thể gây ra cũng là rất ổn với những món chuẩn bị anh ta đang lên. Và cộng thêm một bí thư thất truyền nữa thì khả năng cao đây sẽ là một con Aura lên theo thiên hướng gọi là cố gắng chiêu cuối chúng càng nhiều càng tốt, và sau đó là burst một thành viên nào đó. Một cái lối đồ cũng rất là chiến đến từ Kia, trong bối cảnh mà anh ta đang phải là người gồng gánh sát thương trong quãng thời gian mà Imo vẫn chưa thể tiếp cận được với gông suy vong. Levi thì nhìn ngắm chút xíu, anh ta đã có được cái giáo thiên ly rồi. Đồ ra sát thương của Gam bây giờ sẽ là ok hơn một chút xíu. Rất là khó để bắt được Aurora. Sóng âm đã trúng nhưng mà Elio có mặt, Thái Dương hạ sang, thậm chí là Gam quyết định phản công. Lee Sin vẫn đang bị giữ chân lại, đã dùng nồng cước đu vào người Levi nhưng bị hất tung. Và Forest sẽ là người phải nằm xuống, Levi thậm chí đã chặn đường rồi. Levi là người dứt điểm, điểm hạ gục thứ 7 để giúp Gam cân bằng tỷ số về điểm hạ gục. Và đó là một pha gục mà có thể giúp Gam có con rồng này, nhưng SG vẫn đang muốn lấy đi được trụ một đường trên của Gam. Còn Levi và Izab đã di chuyển ra một đường giữa rồi, để xem Gam có muốn lấy luôn con rồng này để có thể cân bằng về rồng số đối phương hay không đây. Họ đang di chuyển xuống rồng. Đường dưới thì Imo vẫn đang khá là chill, anh ta vẫn đang có cái độ tốc độ farm tương đối là ổn, và bây giờ sẽ có thêm được cả trụ nữa. Nhưng mà chỉ có một sâu thôi thì hơi khó để ăn trụ với con Yone chưa xong món lớn đầu tiên này. Gam sẽ phải rút hết người ra khu vực hang rồng để ăn nhanh con rồng trước khi mà Forest tới với con Lee Sin. Sẽ là cân bằng một đều về rồng để xem đây sẽ bản đồ linh hồn rồng gì. Vì cả hai rồng ở trong dạng đầu tiên này đều là rồng khỏe cả. Ở đây vẫn là hoa kỳ. Hoa kỳ đúng không? Tiếp tục là một con rồng không ấy lắm. Một con lê blanc số lần, không vấn đề gì cả. Vẫn đang là một cái tốc độ lên trang bị khá là ổn. Và Imo thoát không đây? Anh ta đứng rất gần tường. Anh ta đã bị làm choáng, nhưng mà có đồng đội ở gần nha. Đang câu giờ, xuất hồn ra. Levi đang suy nghĩ, quyết định là không đánh. Tại vì đã có pha dịch chuyển mưa tên lửa rất đẹp. Vậy Imo bắt buộc phải dùng cả tuyệt mệnh để có thể chạy. Đổi chiêu cuối mà thôi. Còn nếu SG họ sẽ có sứ giả khe nứt và đang muốn lấy đi trụ một đường dưới của bên phía Gam Esports, mất đi một khoảng không gian tương đối lớn để cho Imo có thể farm free. Levi đi vào để phê check người ta đặt ra một cái chim mồi do rút lui mà thôi. Tôi nghĩ rằng Gam đang thi đấu một cách hơi, họ muốn câu nhiều tài nguyên đặc biệt là về mặt thời gian nhất có thể để có thể triển khai những pha đánh cánh. Nhưng chúng ta thấy hồi nãy pha đường trên, bây giờ hồi nãy là đường dưới, bây giờ là đường trên, hồi nãy là Imo, bây giờ là Kia ra, thì trao đổi như thế này Gam không quá lỗ. Nhưng mà với 5 con sâu này cần phải có người phòng ngự đứng dưới nha. Để xem ai sẽ là người phòng ngự đây. Cả 3 thành viên về phía Gam Sport cũng đã xuống đây để có thể bảo vệ được công trình này rồi. Nhưng đó cũng là một con sứ giả có thể coi là thành công dành cho HSG khi họ có được một trụ rưỡi. Đứng trên thì solo kill. Kia ôi bị đốt, cháy nhiều quá rồi, anh ta đang phải chạy. Còn tốc biến hay không có tốc biến, đã sử dụng tốc biến nhưng vẫn đang bị đốt với mặt nạ. Quyết định tốc biến của Kia hơi trễ, shutdown luôn rồi. Quá là tập trung trong cái nhịp là đẩy nhanh tốc độ thăng tiến sức mạnh của Lee Sin. Ta di chuyển chung với Dasher để có thể tìm kiếm những pha gọi là đua kill nào đó, nhưng chưa thành công. Thì tạm thời vẫn là khoảng trống để cho Imo và Levi farm từ món đồ thứ hai. Thì với ngưỡng hai chức gọi là với ngưỡng sức mạnh hai món trang bị đến từ bộ không và Yone. Kia bị đá, anh ta vẫn có đồng đội đứng kế bên. Đại băng tiện bắn không trúng ai cả. Gia thế giới được kích hoạt, Kia tạm thời thoát đi. Levi thì thấp máu, hai mạng hạ gục dành cho Gam. Levi vẫn đang sống, cuối cùng hay là cũng bị gã gục, nhưng sát thương từ Gam vẫn là vượt trội hơn và họ có được 3 mạng, chỉ đổi mất một mạng thôi. Rồng thì sao, hai bên đều không có trừng phạt. Tôi không nghĩ rằng Vista có thể căn thức con rồng này, thậm chí là Imo lao lên đẩy đối phương ra khỏi khu vực hang rồng. Đó là một tình huống rất tốt đến từ bên phía của Gam Esports khi lần này tiếp tục là 1-3, nhưng Levi là người nằm xuống để cho những người đồng đội anh ta đứng lên. Tiếp tục là Islop với những phát bắn từ xa rất tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cùng được xem lại tình huống mà Kia là người đầu tiên bị tấn công. Nhưng hãy nhìn vào lượng sát thương mà Kia trả ngược lại vào Forest, đủ. Nó nhiều như thế nào. Và anh ta vẫn kịp bung ra một cú chiêu cuối để đưa bản thân về trạng thái an toàn đã. Và sau đó thì câu giờ để cho Imo tới với cú dịch chuyển mình. Đó, chiêu cuối không dính lại băng tiễn. Sau đó thì dịch chuyển ngược về nó rất an toàn, gây ra tối đa lượng sát thương trong giao tranh. Và Levi cũng tương tự như vậy, khi mà cũng đã xong lốc xoáy rồi. Phần còn lại là pha dọn dẹp đến từ Gam Esports. Khi mà Lee Sin và lớp lăng của bên phía SG phải tập trung lại với đội của mình ở khu vực mục tiêu sớm, cho nên luôn luôn có một cái lợi thế về mặt điểm kinh nghiệm. Islop tốc biển, Levi đang đứng đợi, Kia cũng đứng đợi kế bên. Và pha phản công chết chóc của Gam khiến cho Marble nằm xuống. Levi hết cái đồng hồ thì cũng đi luôn, double kill cho Kia. Levi vẫn đang tràn tới, Elo giữ chân đối phương lại. Forest chắc cũng đi luôn rồi. Đây có thể là con Baron dành cho Gam chăng? Họ nỗ lực dứt điểm Forest, còn đúng 100 máu nữa, Forest đang chạy. Gam vẫn đi tới, cuối cùng cũng dứt điểm được thành công. Nhưng pha băng trụ này có hơi sâu hay không? Levi sẽ bị xích lại, anh ta dùng chim mồi tạm thời lui ra. Nhưng mà lượng máu này hơi khó để Gam ăn Baron, có thể chỉ là lấy trụ mà thôi. Tại sao SLG lại có thể ngây thơ như vậy khi mà một con Jin
không có thanh tẩy lại dám đứng trước mặt để có thể trêu đùa với một con Ashe. Anh quên tên của Easylove, giờ biết danh là gì. SHG như là quên mất. Nhìn nó hấp dẫn lắm, lúc nào đối thủ mà nhìn Easylove nhìn nó cũng rất là dễ ăn. Bắn luôn đại băng tiễn mở giao tranh và cuối cùng là thất bại hoàn toàn dành cho SHG trong nhịp vừa rồi. Ốc đứng nhìn cực kỳ quay lại là bắn lính luôn. Khơi gợi. Cắn ngay. LG lao vào và thế là tự nhiên đổ đâu. Chia ra và Levi lao ra. Dasher cũng rất khó khăn để có thể hạ gục được Easylove luôn với những tình huống lạ lẫm. Tí nữa thì BK 1-1 thắng đó chứ. Ừ. Và phần còn lại thì SG thì tan rã hoàn toàn. Thậm chí pha đó chúng ta không cần tới Imo. Đúng rồi. Imo chơi với lính với trụ. Tôi nghĩ rằng ở trong cái trận BO3 này, đây đấy. Rồi. Chia ra dứt điểm đối phương. Đấy. Nhẹ nhàng. Sau đó thì Vista không tốc biến, anh ta vẫn có thể chạy rồi. Được nhưng sân khấu được mở, phát đầu hụt, phát hai trúng làm chậm rồi. Vista chỉ có thể đi mà thôi. Bùm. Easylove đánh con Jin này khủng khiếp thật các bạn ạ. Anh ta có những tình huống gọi là mở giao tranh từ xa luôn, có những tình huống chim mồi, có những tình huống gánh sát thương, tất cả mọi thứ đều đang hội tụ ở trong cái bài Jin của Easylove trong ván thi đấu này. Và Baron bây giờ đang mở ra cho Gami Sport. Forest vẫn đang còn trên bản đồ, để xem anh ta sẽ xử lý như nào đây. Elio đang là người nhận nhiệm vụ đánh chặn, anh ta sẽ cố gắng làm choáng Forest. Kia là người dính quy nhưng mà đó là pha câu nhẹ nhàng và đã bắt được Forest. Sau đó thì không còn trừng phạt từ bên LG nữa nhưng họ có khá nhiều sát thương. Elio đã phải nằm ngoài bên phía hang Baron nhưng Imo câu được rất nhiều thời gian. Baron vẫn đang được giải quyết bởi các thành viên Gami Sport và Imo làm cực kỳ xuất sắc nhiệm vụ, tốc biến lên dứt điểm luôn Evi. Baron và cảm màn dành cho Gami Sport bởi vì Dasher không có tốc biến thì làm sao mà chạy. Để có thể cùng với những đội của mình lấy đi trụ này và tới hiện tại nếu như giao tranh 5 năm tôi nghĩ là không ngại đâu, nhưng mà con Jin bây giờ đang 3 đồ, có cả vô cực kiếm luôn so với có một Ashe bên phía bên kia. Trừ cái bung ra đến từ Elio làm choáng chưa thành công. Và sau đó thì sao đây? Che đến từ Vista mà thôi. Khá đau. Imo lướt vào nhưng mà anh ta bị giữ chân lại, mất máu khá nhiều. Và anh ta bị làm choáng liên tục. Vẫn kiếm xuất hồn và vẫn bị thiếu đốt đốt. Trong khi đó phía trong này thì Gam đang hơi thiếu một chút xíu sát thương dứt điểm. Easylove đã tới rồi và không còn thiếu sát thương nữa. Nhưng mà Evi từ phía sau đang lao tới. Evi cân 4 đuôi không? Câu trả lời tôi nghĩ là các bạn biết chẳng có cái cửa nào cho Evi cả. Quét sạch, quát ra kill, đúng bài cho Easylove với con Jin của anh ta. Một tình huống mà bên phía Gam thay nhau làm chim mồi. Bây giờ là Imo lướt lên giả vờ được cân 4, cân 5. Thắng luôn à? Thắng luôn chứ sao nữa, bây giờ đối phương bị quét sạch rồi. Chú Tư có quát ra kill thì làm sao mà không thắng được. Vừa đủ, không thừa, không thiếu. Không thừa, không thiếu. Khi mà Easylove đã có được 4 mạng, Gam tiến vào căn cứ của đối phương, phá hủy tất cả mọi thứ trước đấm mặt của mình. Đấm tay nhau cái, 5 anh em đấm tay nhau cái. Chỉ mất có 27 phút để cho hạt giống số 1 của VZ dứt điểm ván thi đấu thứ hai và họ đi tiếp ở nhánh thẳng vòng khởi động chung kết thế giới 2024. Rất tuyệt vời. Và đó là một cái khởi đầu rất tuyệt vời dành cho Gami Sport với hành trình chuỗi năm nay của họ. Tốt hơn rất nhiều so với năm ngoái. Đồng ý. Và đặc biệt đây sẽ là một gọi là một cái sự thúc đẩy và tinh thần rất tốt để cho Viking có thể nỗ lực hơn ở dưới nhánh thua. Ván thi đấu thứ nhất có một vài chật choạc nhưng đây vẫn là một trận BO3 mà chúng ta có thể nói rằng ao trình hoàn toàn đến từ đương kim vô địch VCS trước đối thủ hạt giống số 2 của VCS ngày hôm nay, khi mà tổng thời gian thi đấu của cặp BO3 nó chỉ hơn 50 phút một tí mà thôi. Đúng rồi. Một ván thi đấu thứ hai mà chúng ta không còn những tình huống nằm xuống vô duyên đến từ Easylove và Elio nữa. Imo có thể khó khăn nhưng ta xử lý rất tốt cái kèo đấu này. Anh ta không một lần nào bị solo kill bởi con Leblanc bên phía bên kia cả. Có những tình huống nhẫn nhịn rất là tuyệt vời. Chiêu cuối toàn dùng để bỏ chạy mà thôi, không có một lần nào gọi là cho thấy cái sự cay cú đối phương cả. Farm chỉ chạc có 2 món, có 3 món và sau đó mở một tình huống chim mồi. Phần còn lại của Gam làm nốt phần còn lại rất tuyệt vời.